Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên đồng chơi. Video này thì em quay bán xe mới nhá. Như các bác thấy vừa chạy thuế xong thì gần như là showroom nó trống sạch luôn. Tháng 1 thì bên em cũng bắt đầu nhận xe lắp ráp 2024 rồi, sẽ bán giao trong tháng, ví dụ như là CX-5 hoặc là Mazda 3, Mazda 2 hay là CX-3 thì thứ nhất là tháng 1 nó là xe nhập khẩu, nó hơi khan về nguồn cung nên là bị tăng giá mất 10 triệu gần như toàn bộ các đầu xe. Thì em cứ báo giá nhanh qua anh chị một số mẫu xe bán tốt để mình có thể cân nhắc tham khảo thêm. CX-5 7 phiên bản, rẻ nhất là 759 triệu đồng và đắt nhất là tròn 999 triệu và tròn 1 tỷ. Tháng này thì với xe 2024 thì bên em đang có ưu đãi là một voucher 50% bảo hiểm thân vỏ. Ngoài ra anh chị có thể quy đổi tương đương khoảng 5 triệu 45 triệu đồng tiền mặt. Thì theo xe chúng ta sẽ có thêm dán phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành 5 năm. Đấy, trải chắn da. Thì anh chị còn có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em để xem xe lái thử hay là đặt xe sớm nhé. Xe 2024 CX-5 thì bên em sẽ nhận vào cuối tháng 1 giao xe. Rẻ nhất là 759 triệu và các phiên bản tiếp theo là Luxury 799 ạ. Premium Active như trên hình anh chị đang xem là 839 triệu. Premium Sport mâm đen đắt hơn 20 triệu là 859, hay là Premium Exclusive với da Nappa và sửa ghế hàng ghế thứ hai 879. Hiện nay thì nó thu thuế về 10%, giá ra biển các bác cộng đưa mà đâu đó vào khoảng 80-90 triệu nữa tùy từng phiên bản, thì cái mức giá ra biển nó sẽ loanh quanh khoảng hơn 900 một chút nhé. Đấy, rẻ nhất thì vẫn là Deluxe với khoảng hơn 800. Nhà bán chạy bên em sẽ là Luxury và Premium Active như anh chị đang xem trên màn hình. Đó, giao xe sớm thì tùy màu tùy bản nhé. Mazda 3 thì tháng này sẽ có thêm phiên bản Signature là bản cao cấp nhất là 739 triệu, tăng 10 triệu so với bản Premium. Thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một bộ cam 360 và tăng kích thước mâm lên 18 inch giống như ở trên CX-3. Ngoài ra thì hai phiên bản vừa tiền là Luxury 579 hay là Deluxe 579 hay Luxury 619 triệu. Mazda 3 thì tháng này đang được ưu đãi là 1 năm bảo hiểm thân vỏ theo xe cũng như là sơn phủ gầm theo xe cho các bác. Giá trị đâu đó khoảng 15 đến 16 triệu đấy ạ. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có phim cách nhiệt trải sàn da, đúng không ạ? Toàn bộ phim bên em là phim Luma của Mỹ bảo hành 5 năm. Mazda 3 thì anh chị có thể cân nhắc lấy bản Luxury hoặc là bản Premium. Ghế chỉnh điện đấy, Auto Hold điện tử đầy đủ rồi. Các bác mua xe nhập thì có Mazda 2. Mazda 2 thì tháng rồi nó bán khá tốt bản AT. Em bán tháng trước là 405, tháng này thì nó bị lên mất khoảng chục đậu, nó rơi khoảng 415 triệu nhé. Xe nhập thì vẫn là xe 2023 thôi. Xe 2024 các bác phải đợi khoảng tháng 3, tháng 4. Đấy, như bản này là bản AT này, bản thường này, em cũng quay khá nhiều rồi. 415 thì các bác ra biển đâu đó khoảng tầm 46, 47 ở Bắc Ninh nhé. Đấy, còn phiên bản cao cấp hơn thì nó khoảng hơn 500 một chút. Thì thật ra dòng Mazda 2 nó khá kén khách cho các anh chị. Đấy, mình có nhu cầu thực tế cần xem, mua xe thì có thể alo trực tiếp bên em để em tư vấn thêm. Mazda CX-3 thì nó khá là khan xe và cũng tăng giá niêm yết một loạt là 10 triệu rồi. Ví dụ như bản rẻ nhất 524 thì sẽ là 534 triệu, thời điểm mà lăn bánh nó sẽ ở xuất gần 600, cũng khá là cao đó. Thì nếu mà các bác vay mua trả góp thì có thể tham khảo cái mức lãi suất đâu đó từ 8-9% trong một năm đầu và thà nổi vào khoảng 12-13% trong từ năm thứ hai trở đi. Cái này có thể thay đổi theo từng thời điểm. Nếu anh chị có nhu cầu vay mua xe thì alo trực tiếp qua bên em để bên em tư vấn thêm nhé. CX-30 thì tháng này nó hơi khan xe một chút ạ. Còn lại những các mẫu như BT-50 hay là Mazda 6, CX-8 mà mình cần xem xe thì có thể alo qua bên em để bên em có xe thực tế nhé. Kho thì cũng khá là nhiều, chỉ trừ một số dòng xe nhập thôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.